Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn cùng tham khảo về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.0 Premium, sản xuất là năm 2022, đăng ký là 2023. Ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Bên ngoài của chiếc xe thì nó vẫn giữ được nguyên bản, có lên cái bộ cam 360 thôi. Bên trong thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn thêm cái màn hình Android. Đấy là những cái nâng cấp của bác chủ, bác nâng cấp cho chiếc xe. Và em sẽ đi vào chi tiết cụ thể về chiếc xe để anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Với những đường nét bên ngoài của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Tuy vậy thì cản trước của chiếc xe thì cũng nó có những cái vết xước đã phải sơn tỉa lại ở phần cản rồi. Sơn xi dọc thân xe hay là những phần nắp capo, anh chị và các bạn có thể thấy nó vẫn giữ được độ nguyên bản cao. Xe có trang bị gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt cũng như là hệ thống cam 360 được bác chủ nâng cấp thêm. Đấy, những đường nét của nó thì vẫn giữ được độ đẹp. Dàn nốp của chiếc xe thì được trang bị nốp Toyo. Các chi tiết mâm của nó được trang bị mâm hợp kim, và kích thước mâm này nó được trang bị là mâm với kích thước mâm trang bị mâm là mâm 19 inch. Và đết nốt của chiếc xe là tuần thứ 3 của năm 2022 anh chị nhé. Tất cả là liền đời hết, vẫn còn rất là dày dặn và rất mới. Đây là hiện trạng của chiếc xe khi nhìn từ phía sau. Kiểu dáng đẹp, thời trang. Được rất nhiều người quan tâm về cái tầm giá của chiếc xe bây giờ nó cũng rất là hợp lý để anh chị và các bạn có thể sở hữu. 780 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng. Có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Phần cản sau của chiếc xe thì cũng có vải sơn tỉa lại một số chỗ ở phía bên này rồi. Đấy, góc bên này là nó có sơn tỉa lại anh chị nhé. Còn những cái phần bên cạnh bên này đây thì nó tất cả đấy nó còn nguyên zin. Và cái những cái phần bậc lên xuống của chiếc xe thì nó được ốp bảo vệ đầy đủ cho anh chị này. Thảm sàn, lốp sơ cua đồ nghề vẫn còn mới nguyên, lốp sơ cua chưa hạ. Hệ thống giải trí của chiếc xe sử dụng là hệ thống giải trí loa Bose với chất lượng âm thanh rất hay. Và đây là những cái chi tiết về cái phần cái tấm đỡ ở phía sau. Đấy, cái vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý. Keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì đảm bảo cho anh chị và các bạn còn nguyên bản, không đâm va, không ngập nước, chiếc test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu. Bác chủ đã lên cho chiếc xe cam hành trình trước sau rồi. Đấy, tiện ích của chiếc xe thì bác chủ lên rất là nhiều, anh chị và các bạn mua về sẽ không phải trang bị thêm gì nữa mà chỉ việc sử dụng thôi. Tổng thể về nội thất và ngoại thất của chiếc xe thì nó còn rất là đẹp. Với những anh chị và các bạn không có kinh nghiệm xem xe thì mình có thể mang vào hãng hoặc bên thứ ba. Mình tin tưởng, mình check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Đây là những cái phần chi tiết về phần cánh cửa của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng theo dõi với em. Táp ly bọc da, nhựa bóng và những cái phần giả vân gỗ này. Trong đây thì nó sẽ có những con ốc bản lề, nó vẫn còn nguyên bản, chưa hề có hiện tượng bị tháo mở cả. Những điểm để đánh giá được xe có bị đâm va về phần cánh hay không. Còn bên phụ của chiếc xe, anh chị và các bạn cần chi tiết có thể liên hệ em sẽ gửi chi tiết cho các bác. Những phần chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì nó được trang bị cho anh chị và các bạn ghế da màu đen, có viền chỉ cam, và chất lượng những cái phần đường viền chỉ của chiếc xe nó vẫn còn rất là đẹp, cho thấy cái độ hao mòn của chiếc xe. Rồi là những cái chi tiết về phần cửa gió điều hòa được trang bị trung tâm, có đèn trần cũng như là hệ thống cửa sổ trời đầy đủ. Một không gian ngồi rộng rãi thoải mái cho 3 người ngồi ở phía sau. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có những cái gì cho anh chị và các bạn. Đầu tiên thì mình có thể nhìn qua về keo chỉ ở phần cánh cửa này. Mọi hiện trạng của nó thì vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Đây là trong clip để em quay cho anh chị và các bạn có thể nhìn qua thực tế. Còn khi mà mình đến tận nơi mình có thể sờ, mình lắn, kiểm tra xem là nó có bị đứt mất đoạn chỉ nào không. Bên em thì đã kiểm tra rất là kỹ càng các hạng mục của chiếc xe rồi, sau đó mới đưa hình ảnh chiếc xe lên giao bán cho anh chị và các bạn. Những phần tai xe nó vẫn còn giữ được độ đẹp từ những con ốc này đến những cái phần con ốc bản lề của chiếc xe, cho thấy cái phần thân này nó không hề có hiện tượng bị đâm va anh chị nhé. Đấy, những cái phần chi tiết ốc bản lề, cột kèo của chiếc xe vẫn rất là đẹp và có trang bị cho anh chị và các bạn bậc lên xuống dạng bậc cứng rồi. Ghế ngồi chỉnh điện, có nhớ ghế cho anh chị và các bạn là hai vị trí nhớ ghế. Chất lượng ghế lái, ghế phụ thì mình có thể nhìn qua từ những cái phần má ghế đến lòng ghế của chiếc xe để mình cảm nhận được cái độ hoàn hảo của chiếc xe. Đây là những cái chi tiết ghế bên phụ của chiếc xe anh chị nhé.
Xe có trang bị cho anh chị và các bạn các tính năng như là phanh tay điện tử, auto hold, rồi các chế độ lái sport. Màn hình thì được nâng cấp lên cái màn hình Android rồi, nó sẽ có nhiều chức năng giải trí cho anh chị và các bạn sử dụng hơn. Và đây là những cái phần mà màn hình hiển thị thông tin của chiếc xe. Với đầy đủ các thông số của chiếc xe, xe đã lăn bánh với quãng đường là 25.135 km. Đây là những cái chi tiết về màn hình camera của chiếc xe. Đấy, chúng ta có thể thấy nó rất là rõ ràng. Nó có mô phỏng 3D cho anh chị và các bạn. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe. Công nghệ trên mẫu này thì nó full đầy đủ. Nó chỉ kém bản 2.5 một số tính năng cũng như là dẫn động cầu và khối động cơ thôi. Xe cũng có trang bị hất kính lái đầy đủ anh chị nhé. Đây là những cái phần máy móc của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua con ốc, đinh tán, keo chỉ của chiếc xe để mình cùng cảm nhận qua về cái độ hoàn hảo của chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn. Tất cả chiếc xe, chi tiết của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Máy thì sử dụng máy Sky Technology cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe nó tối ưu hiệu suất cao. Vừa rồi thì em đã mang đến cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium sản xuất là năm 2022, đăng ký 2023. Đang chào bán anh chị và các bạn là 780 triệu, 8 vẫn còn giảm và thương lượng anh chị ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.